Các giám mục Cameroon đòi công lý cho Đức cha Joan Maria Bernard Bala. Đức cha Joan Maria Bernard Bala không tự tử, ngài đã bị giết chết cách dã man. Đó là những lời khẳng định trong thông cáo của Hội đồng Giám mục Cameroon về cái chết của Đức cha Joan Maria Bernard Bala, giám mục giáo phận Bafia. Ngày 31 tháng 3, Đức cha Bala bị mất tích và chiếc xe của ngài được tìm thấy trên cầu Bông Đà Lăng Phân. Trong xe có một tin nhắn được để cạnh giấy căn cước của ngài và kỹ vật cá nhân khác. Ban đầu người ta giả định rằng Đức cha Bala đã tự tử đến nỗi nhà chức trách đã gửi thợ lặn mò dưới sông để tìm kiếm thi thể của ngài. Cuối cùng vào ngày 2 tháng 6, một ngư dân đã tìm thấy thi thể của Đức cha ở một nơi cách Bông Đà Lăng Phân vài cây số. Hội đồng giám mục Cameroon khẳng định, hiện nay thi thể cha đang được cơ quan tư pháp giữ để điều tra về các nguyên nhân cho chính xác và thủ phạm của tội ác ghê tởm không thể chấp nhận này. Chúng tôi, các giám mục Cameroon, khẳng định rằng Đức cha Bala không tự tử, ngài bị giết chết cách dã man. Đây thêm một vụ giết người và cũng là một trong rất nhiều vụ khác. Các giám mục Cameroon nhấn mạnh đến việc các giám mục, linh mục và tu sĩ bị giết mà cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Các đức cha tố cáo rằng các ngài có ấn tượng là các giáo sĩ Cameroon bị bắt hại cách đặc biệt. Các đức cha của Hội đồng Giám mục Cameroon yêu cầu làm sáng tỏ các vấn đề trong vụ giết hại Đức cha Bala và cần xác định các tội phạm, đưa ra công lý và cần xét xử theo luật. Các ngài cũng yêu cầu chính quyền bảo vệ sự sống con người và yêu cầu các phương tiện truyền thông cũng như những người sử dụng mạng xã hội không được phổ biến những dối trá và cần tôn trọng nhân phẩm. Cuối cùng, các đức cha kêu gọi những kẻ sát hại Đức cha Bala nhanh chóng hoán cải.